Xin chào các bạn, mình là Lina đến từ Lina Nista Makeup Academy. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một tông trang điểm, đó là tông màu hồng dành cho da mụn. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Vì da của bạn mẫu mặc dù có mụn nhưng mà lại khá khô và thô, cho nên là mình sẽ sử dụng một chút serum để làm mềm da trước. Các bạn chú ý là chúng ta sẽ lấy một lượng serum nhỏ, vừa phải và massage thật kỹ để cho cái serum này nó thẩm thấu thật sâu vào da. Không nên sử dụng quá nhiều. Đủ cho da thì mình sẽ sử dụng bay của Calavo màu xanh để khử đi những cái phần mụn đỏ ở trên mặt của cô dâu. Hôm nay mình sẽ sử dụng sản phẩm nền Estée Sản phẩm này có độ che phủ khá là tốt, phù hợp với những bạn có da mụn và nhiều khuyết điểm. Sau khi hoàn thiện phần nền thì mình sẽ tiếp tục sử dụng các sản phẩm che khuyết điểm để xử lý nốt những cái phần mụn còn lại. Vì phần kem nền đã khá dày rồi cho nên là mình sẽ sử dụng phấn không màu để phủ qua một lớp ở trên khuôn mặt để vẫn có thể là giữ lại cái độ trong trên khuôn mặt của mẫu. Nay mình sẽ sử dụng bảo màu mắt của Kili tông hồng. Rất xinh đúng không ạ? Chúng ta sẽ bung màu thật đều, thật mềm. Màu số 2 mình sử dụng sẽ là một tông hồng baby. Mình sẽ dặm sát viền mí mắt theo chiều ngang. Sau đó mình sẽ sử dụng một tông màu nhũ ánh hồng để dặm lại ở phần đầu mắt. Sau khi hoàn thiện phần màu mắt thì mình sẽ sử dụng một cây chì nâu để rìn sát chân mi. Để giữ lại sự trong trẻo của màu hồng baby thì mình sẽ sử dụng luôn cái cây chì nâu này để kẻ một đường eyeliner mạch. Ở đây trong layout này mình sẽ sử dụng một chiếc mi không gân để gắn để đảm bảo được cái độ trong của màu hồng và với cái viền mí màu nâu mềm như thế này. Khi mà gắn mi không gân thì các bạn nhớ chú ý thật là mềm tay và khéo léo vì nó rất là dễ bị cụp xuống do cái đường bi nó rất mềm á. Cười đi. Sau khi hoàn thiện xong phần mắt thì mình sẽ chuyển qua phần lông mày. Ở đây do là màu mắt là màu hồng cho nên là mình sẽ chọn một đôi lông mày nâu. Sau khi tán bột rồi thì mình vẫn sẽ gảy một chút sợi để chỉnh dáng lông mày. Mình sẽ chuyển sang phần má hồng. Khuôn mặt bạn này khá là cân đối, vì thế mình sẽ đánh má hồng ngang dạng baby, tạo cảm giác dễ thương cho khuôn mặt. Mình sẽ chọn một tông son màu cam đào của Chanel, mã là 786. Mình sẽ chọn một tông son đậm hơn một chút đi vào lòng môi. Mình đã xong phần trang điểm của ngày hôm nay rồi, các bạn hãy cùng mình xem lại thành quả nhé.
Nếu các bạn yêu thích clip này của Lina thì xin hãy like và share giúp Lina để Lina có thêm động lực xây dựng nhiều nội dung tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm. Hẹn gặp lại. I'm not